Trên mạng xã hội những ngày qua, xôn xao về việc một nhóm huấn luyện đào tạo đội ngũ bằng cách bắn dây thun vào tay như một hình thức truyền cảm hứng và động lực hoàn thành KPI. Đoạn video ghi lại hành động trên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều hơn là đồng tình trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới góc nhìn từ văn hóa ứng xử và tính tuân thủ pháp luật, hình thức tổ chức đào tạo đội nhóm của doanh nghiệp bằng cách bắn dây thun vào tay nhau khó lòng đạt được quy tắc ứng xử cơ bản về giao tiếp trong tổ chức với đồng nghiệp cấp trên với cấp dưới. Chưa bàn về chất lượng sản phẩm doanh nghiệp đang cung cấp ra sao, nhưng cách làm này đang gây ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến hành vi ứng xử chung không những của các doanh nghiệp và của toàn xã hội. Những trường hợp tương tự vụ bắn dây thun xảy ra không phải lần đầu mà đang tồn tại nhiều trên mạng xã hội, tạo ra hệ lụy không thể lường trước trong tương lai.